tin thời sự trong nước, bản tin mới nhất trong ngày, có những mẫu xe đẹp giảm giá kịch sàn đến với tay người sử dụng. Xin mời quý vị xem tiếp chương trình. Em vừa về một mẫu Innova siêu đẹp cho anh em. Đây nè, bầu cho em nó quả 1 ghi nha. Sơn rim em này khá là chất. Mẫu gia đình 100% anh em ạ. Nước sơn à, màu ghi nè. Màu ghi vàng 85 phần rang 05684. Form giấy của em Innova. Đây là mẫu xe gia đình nha. Từ cái phần cạn anh chị có nước sơn này. Nước sơn bóng loáng luôn em. Đây là nắp capo này. Chất sơn rim khá là nhiều. 60-65% là chất sơn rim trên một chiếc xe. Nói chung là một mẫu xe không bao giờ có dấu hiệu là chảy xước trên chiếc xe. Trần Anh đánh bóng hết toàn bộ, gầm bọc ở trong đẹp nha. Vàng băm cuối 28 đầu 209 là form mới anh chị nha. Form này sẽ trang bị là hai túi khí cho anh em. Nội thất bao đẹp. Em là chuẩn gốc gia đình luôn anh em nha. Không một ngày giờ dịch vụ taxi dính chiếc xe nha anh em. Anh em coi form dáng của em Innova nè. Đó, nước sơn very good. Đây là phần gầm. Cái bọng dè 28 đẹp không? Không một tí gọi là một bọt ở dưới phần gầm nha anh em. Hai sơn xi nè. Thùng mình coi như là căng bóng luôn anh em. Bảng G. Chúng ta sẽ có hệ thống là hai cảm biến dê. Cùng đèn phía sau là đèn hai màu nè. Đỏ và trắng nè. Đó, đèn này là form của đời 2009. Cuối 2008 đầu 2009 là form mới. Sẽ là hai túi khí nha anh em nha. Nước sơn đẹp lắm. Đó, gia đình đi mẫu này thì biết bao giờ mới hư được. Em này máy số bao rin. Anh chị coi bốn cái vòng dè là không có tí gọi là một mọt. Nội thất option ở trong. Ghế da nè, máy lạnh đang mở mát rượt luôn nè. Ba chân lạnh. Chân nỉ hết toàn bộ phần tắp bi nè. Anh chị coi vân gai nè. Vân gai càng sao bên. Keo là keo rin hết. Không cấn không lỗi. Đây nắm inox. Đây anh em. Keo chỉ trong nách cửa nè. Đó, bà con thấy đẹp không? Có cấn lỗi không? Cái người mà người ta quay xe kỹ, người ta sẽ quay những cái chỗ mà khó nhất cho anh em để anh em nhìn biết được cái chất xe nha. Còn người quay dối người ta không bao giờ dám quay mấy chỗ xấu đâu. Đó, người ta sẽ lựa chỗ đẹp người ta quay thôi. Trần Anh là cái chỗ này cũng quay hết. Xấu cũng quay, đẹp cũng quay. Nè, keo chỉ nách cửa tán chưa mở nè anh chị nhìn nè. Đó, vô lăng nè. Vô lăng rin theo xe nha. Hai túi khí nè, bên phụ bên tài nè. Cũ số nè. Cũ số mới tinh nè. Đi được 171.857 km nè anh em. Đó, anh em nhìn kỹ nha. Anh em trải nghiệm vô phần máy nè. Từ những tán bản lề của cửa nó còn theo xe hết rồi. Đẹp không anh em? Cuối 28 đầu hành chính. Nội thất option ở trong bao đẹp. Chuẩn gốc gia đình luôn. Dán toàn bộ hệ thống phiên cách dịch vụ chèm hết trên chiếc xe rồi anh em nha. Mẫu này anh em lấy về anh em sở hữu chạy gia đình thì tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời. Anh em trải nghiệm vô phần động cơ khoang máy nè. Xe mới rửa máy xong anh chị. Đời 28 phải màu. Đó là con có chén dầu của nó là mới tinh. Chén dầu riêng cho xe nè. Chúng ta có hệ thống hồi xăng ABS mệt tem hai bên. Tán đẹp lắm nè. Hai bên lường không có lâm ve. Chất nha em. Đi đôi. Hai cụm đèn khá là mới. Đây là đèn rim. Đèn rim của Innova luôn anh chị nè. Khỏe. Em này máy rin số rin nha. Đây, mặt nắp keo chưa mở nè. Đây là mặt nắp keo rin nguyên bản của dòng Innova chưa mở. Và hệ thống đường co nước của em nó cũng chưa làm. Chưa có dấu hiệu là làm nè. Anh chị coi nè. Đó. Chuẩn không? Tem lốp máy còn theo xe hết. Bốn máy nha anh em. Máy rin số rin toàn bộ cho anh em thấy không? Phấn son bảy màu. Sạch lắm. Anh em mà biết mua xe, anh em biết nhìn được cái chất xe. Chất xe nó đẹp á. Anh em mua về anh em đi anh em cảm thấy hài lòng. Chứ anh em mà hem rẻ anh em mua với cái xe mà nó dập rồi taxi rồi cấn lỗi rồi về mua tiền mất tật mang á. Còn Trần Anh bán xe ra xe cấn nó cấn lỗi nó lỗi máy rin nó máy rin. Nha anh em, nắp capo nè. Nắp capo keo chỉ với nắp capo toàn bộ là chất sơn rin 100% luôn. Hệ thống keo chỉ không mất phân nào. Xe này bên Trần Anh bao không mất một phân chỉ nào cho anh em luôn. Không dịch vụ gia đình, gốc nòi gia đình nha. Đây anh chị nè, keo rin hết toàn bộ. Nó sạch sẽ không? Cục máy mới tinh rồi. Bà con coi cục máy đi. Cục máy nổ. Cục máy nổ em ru luôn anh em. Mới chưa? Sạch lắm.
gom bọc đẹp được cái bốn cái bọc về. Bốn cái bọc về là không có điểm chê luôn nè. Bốn cái bọc về là coi như là không có tí mục một. Thường cái xe mà chạy nhiều á là cái bọc về nó hay bị mục ở dưới phần bọc về nha cô chú anh chị. Đây chủ nhà chạy rất là ít anh em ạ. Có 170 mấy ngàn thì nó quá cái quá cọp cái chiếc xe. Anh chị có lót sàn của nó nè. Lót sàn là sáng trưng, ghế là ghế treo hết toàn bộ anh chị nha. Treo hết toàn diện. Bon đi. Nó sạch sẽ. Đèn đuốc đèn Toyota, đèn rim tao xe hết. Keo chỉ cánh sau hầu như là nguyên bản nguyên rim 100% anh chị em nha. Xe không có tí lỗi lầm. Xe này bên trường anh bao lỗi. Bao cứng bao lỗi. Anh em mình lên anh em mua xe này phát hiện chỗ nào lỗi lầm, ok, 1 đến 10 với anh em luôn. Đó, nói vậy anh em hiểu được cái gì. Anh em trải nghiệm tiếp tục vô phần gầm của em Innova. Đây là gầm. Số rim nè anh em. Số khô ráo. Đó. Số là cực kỳ khô ráo anh em nha. Máy rim số rim hết toàn bộ trên chiếc xe. Hàng đẹp lắm. Dẫn động còn sâu. Xe không có tí một bọt ở dưới phần gầm. Sạch sẽ lên nha. Được chưa? Đó bà con nào quan tâm Innova cuối 2008 đầu 2009 form mới hai túi khí này thì alo cho Trần Hà Đô Tô. Nguyên bản nguyên rin không một tí đồ chế. Không một ngày giờ đồ chế nha. Trần Anh khép lại channel tại đây này thôi. Trần Anh see you and goodbye.